Đây được. Hả? Rồi coi nhớ 90 sao đâu. Ê xíu ốc chứa chưa? Nghiêng về bản chút anh. Nhẹ nhẹ thôi, đừng dùng lực. Cái vụ này quên hoài luôn nè. Ờ, phải xíu ốc dưới nè. Ờ, xả cả làm sao luôn. Không, phải xíu lại cái. Rồi, bằng mũ á. Ok. Nè. Mình xíu cái đổ ra nó chảy ra kia. Rồi, em luôn đi cho lịch sự nó. Bỏ luôn đi. Về đầu chẳng lịch rồi. Rồi, cô nhớ chẳng đi. Dạ. Đứng lâu hơn biết không? Một ca nguyên. Không mua 2 ca, 2 ca. 2 ca, 1 ca. 2 ca, là 2 món. Cái người chỉ học món nháo á ta. Đổ đi anh, cứ đổ. Bóp quá hả? Mặt nào? Đổ ngoài, 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 đất ngoài đổ vô, cắt ngoài đổ vô. Đổ ngoài á, ngoài, ngoài quay mặt vô. Ờ. Đó, rồi, nhắc đẹp ghê không? Thấy nhớ cái nhật của nó. Rồi, cột đi. Rồi, bao gãy á. Cho em sao né được cái cột đó rồi. Không. Ờ, nghiêng bên cũng được nữa. Không cần đều đâu anh. Làm sao đứng được thôi. Trên bên đi, bên này nó có cái vỏ đỡ rồi. Đó, đó, đúng bài luôn đó. Rồi, né né cái đó được rồi. Rồi, ok, đúng rồi. Cái nắp sao? Gió nó bọc không? Đỡ bỏ dưới đây nền đi. Nó dục tệ không kẹt đó. Ừ. Quên chưa? Rồi. Quay vô quên.